Dùng ngân hàng thuần số tín ích thích thật, không mất phí, lại có chương trình ngân hàng quà chất. Là gì hả bố? Tích điểm và đổi điểm đó con, biết đâu trúng MacBook Pro. Trời ơi, sao bố không nói sớm? Không biết từng này điểm đổi được gì ta? Có lẽ đơn đồ này, bố mới bảo đổi điểm lấy quà là đổi điểm thường trong ứng dụng tín ích, chứ có phải là điểm kiểm tra của mày đâu. Thì ra lâu nay có lẽ trốn mấy bài kiểm tra điểm thấp ở sau vườn. Chừng này điểm chắc là nó đổi được nhiều quà từ bố nó lắm đây. Sao đổi ra? Những cái trường hợp này nếu con gái chúng tôi như thế thì chúng tôi cho nó đến nơi đến chốn ngay, cho nó nằm bê xe lết ngoài đường ngay. Mày ơi, chị kia xăm hình người yêu, giờ chắc chia tay nên xăm thêm gạch chéo kìa. Thằng kia mày vừa bảo ai chia tay, mày có tin tao nổ lông cược vài phát vô mồm không? Sao mọi người xem chùa nhiều thế? Đăng ký kênh, ủng hộ mình đi mà. Trời ơi, nó giao đồ ăn mà cho có một chiếc đũa vầy, rồi ăn làm sao? Ăn bốc à? Không cần, một chiếc đũa vẫn có thể ăn kiểu thanh lịch mà. Để Harry Potter nhà ta sẽ giúp ngươi. Wingardium Leviosa. Sau khi được Harry Potter niệm chú, thức ăn đã lơ lửng trên không? Tạp đi. Sao chị cứ rùng rình tiền bạc mua đồ mới hoài vậy? Tao bán quần áo cũ trên Adidas Market để có tiền xăng đồ sale ở trên luôn á. Được ạ chị? Chị em xài đi. Nhưng mày làm gì có quần áo mà bán? Rồi ôi, cái lỗ tai của con thỏ cũng là cái áo à? Thế lúc người ta nói, nó nghe bằng lỗ gì đây? Xe cứu hỏa kìa, có vẻ đáng gấp. Tao thì chỉ mong mấy chú luôn thất nghiệp thôi. Tao cũng thế. Đâu, lửa đâu? Để tao phù mẹ chú ấy một tay. Thảo án. Ý, xem cái sâu ai rồi cùng nóng. Thấy mấy anh đi xe đạp ngoài trời thích ghê. Bắt chước đạp xe, không ngờ dễ gặp trai đẹp như vậy. Quả là một môi trường kiếm ăn đầy tiềm năng. Anh gái ơi, nắng nóng vậy, đạp một mình mệt lắm. Qua xe em đạp chung một xe đi anh. Úi dồi ôi, xe thì không có ghế sau mà cùng rủ người ta đạp xe cùng à? Cái này người ta gọi là đạp máy, chứ đạp xe cái gì? Thằng cô hồn, cẩn thận mồm miệng đấy, đừng nói tục, không là vóng theo. Dạ, con hiểu rồi. Đờ mờ, đau lưng thế nhờ. Úi dồi ôi, dặn dò người ta không được nói tục, vậy mà ông này mở miệng ra đã chửi bậy rồi. Bảo sao cả âm phủ ngồi trên người ông luôn. Sao chồng chẳng bao giờ biết nói lời ngọt ngào lãng mạn? Vợ yêu, vợ giống như ánh nắng của đời chồng vậy. Thế cơ á, thật mà. A few moments later. Như thế đấy, vợ giống như ánh nắng, nhưng ánh nắng của buổi trưa hè.